Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình thí điểm phạt nguội xe quá tải trong một năm. Trong bối cảnh việc xử phạt trực tiếp xe quá tải trước đó ở các trạm cân còn nhiều bất cập, các doanh nghiệp đề xuất cơ quan chức năng nên tính toán phương án khắc phục những bất cập này và thực hiện quyết liệt với việc phạt nguội. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Ủy ban Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa ông, Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình thí điểm phạt nguội xe quá tải thì nhằm để mà hạn chế cái tình trạng xe quá tải cũng như là những cái tiêu cực trong giao thông đường bộ. Vậy thì đứng về hiệp hội thì ông đánh giá như thế nào về quyết định này của Ủy ban nhân phố ạ? Đứng về quan điểm của hội rất ủng hộ cái việc mà phạt nguội. Bởi vì đó là một cái cách xử lý công việc nó rất là khoa học mà nó hiệu quả, nó mang cái tính răn đe cho những cái xe chở quá tải. Thì cái điều đó là cái điều rất là tốt mà hiệp hội cũng mong muốn mà xử như vậy thì để cho nó có một cái là nó minh bạch, nó công bằng, không phải thương lượng khi mà thực thi công vụ hoặc là xe, những cái xe quá tải chở để mà lắp. Bởi vì cái việc mà chở quá tải, cái này là hiệp hội đeo đuổi từ suốt 2014 đến bây giờ. Nhưng mà làm thì nó cũng có cái tác dụng một phần nào. Cái quá tải cũng có giảm nhưng mà nó chưa được cái tuyệt đối. Thì cái điều đó là nó cũng dẫn tới cái nguy hại cho cái đường xá. Rồi cái mất bình đẳng trong cái kinh doanh rất là lớn. Nhưng mà cái nghị quyết của hiệp hội là đeo đuổi để xử lý cái này đến nơi đến chốn, đó là cái mong muốn của cái doanh nghiệp vận tải chân chính. Người ta đang gặp khó khăn bởi cái cạnh tranh không có lành mạnh, rồi đường xá hư hỏng này kia nọ là cũng rất tốn kém cái chi phí đó, cần phải quyết liệt để mà chấn chỉnh cái này. Là cái quan điểm đó hết sức là đúng đắn mà cũng rất hoan nghênh cái ý tưởng của thành phố. Thưa ông, như chúng ta biết là quá trình xử phạt xe quá tải ở các trạm cân thì cũng đã áp dụng từ trước tới nay. Tuy nhiên thì cái quá trình thực hiện nó vẫn có rất là nhiều cái bất cập. Vậy thì với cái việc phạt nguội xe quá tải lần này thì ông nghĩ là cơ quan chức năng nên thực thi như thế nào để hiệu quả và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp? Tôi thấy đứng về cái chủ trương thì đúng, nhưng mà điều cái cách thực hiện rồi cái hạ tầng của mình thì tôi thấy chưa có đảm bảo mà chưa có thể mà xử lý cái phạt nguội này nó đến nơi đến chốn được. Hiện bây giờ cái hiện trạng bây giờ á, nếu mà nói phạt nguội thì bây giờ cái thiết bị rồi cái phương tiện để phạt nguội nó phải là như thế nào thì cái đây là có cái câu chuyện nan giải mà đòi hỏi nó tốn kém nhiều kinh phí, mà nó phải là một cái quyết liệt lớn của cơ quan quản lý nhà nước thì mới làm nổi. Chứ còn làm như từ trước tới giờ thì thấy không đáp ứng được cái nhu cầu để phát hiện ra cái tình trạng vi phạm. Cụ thể cũng như là cái trạm ở Nguyễn Văn Linh thì đặt một cái luồng mà để cho xe đi qua để cân tự động á, thì cái đó là chỉ phạt được người, chỉ cân được có cái người ngay thôi chứ còn cái người gian mà không thể nào mà giải quyết được. Cụ thể như là cái trạm cân tự động đó thì nó có một cái luồng ngay chính giữa, đặt một cái hệ thống cho xe chạy qua để mà cân tự động thì những cái xe mà người ta không vi phạm người ta mới chạy lên, còn những cái xe vi phạm thì nó còn lại hai cái làn đường hai bên thì coi như không có đặt cái đó, đặt cái trạm cân tự động ở đó, mà hai con đường đó là chỉ thể hiện cái bản cấm không cho xe qua thôi. Nhưng mà bây giờ họ cố tình họ chở quá tải thì họ đâu có ngu dại gì, họ đi vô cái luồng đó để cho phạt. Thì họ đi hai bên đó thì có lúc thì có công an đứng thì họ đi dừng lại, khi công an về thì họ chạy hai cái bên lề đường cấm. Còn cái chỗ Kỳ Hà thì cũng vậy. Cái trạm cái luồng mà cân tự động á thì nó nằm ở một nơi thì xe nó cũng lách qua cái đường Honda nó đi,
thì cũng cái đó cũng không có những cái giải pháp ngăn chặn cụ thể cái đó, thì coi như đặt cái trạm đó thì theo cái quan điểm của tôi thấy chỉ tốn kinh phí của nhà nước thôi chứ không giải quyết được. Còn riêng về cái phạt nguội thì cái luồng mà cân đó thì xe nó qua thì nó được tính bằng chục, thì tôi thấy cái này là phải nên xem xét lại cái nghị định xử phạt. Thì cái phạt mà quá tải trọng chục thì đương nhiên một cái xe mà nó chở quá tải so với lưu hành thì chục nào nó cũng bị lỗi, bị xử phạt hết, cũng bị vi phạm hết. Còn cái lỗi mà không cố ý cũng như là người ta bị xô lệch hàng quá, có khi là nó lệch tới lệch lui chút xíu thì nó lệch chục, mà nó đã lệch một cái chục này á thì những cái chục khác á thì nó vi phạm cái chục này, nó bị quá tải thì cái chục khác là nó bị thiếu tải, thì là phải nên xem xét lại cái nghị định xử phạt là cái tội cái lỗi mà vi phạm tải trọng chục không phải là cái lỗi cố ý, cái lỗi mà phạt quá tải so với lưu hành, so với cho phép tham gia thì cái đó là nên phạt nặng. Còn thấy tôi điển hình như các cái nước mà tiến bộ, lấy ví dụ như Mỹ, họ cũng có xử phạt tải trọng chục nhưng mà phải đi đôi với là quá tải so với cái cho phép tham gia giao thông thì họ phạt rất là nặng. Còn cái quá tải trọng chục mà do xô lệch hàng quá thì tại trạm cân đó người ta không có phạt, mà người ta buộc phương tiện là phải điều chỉnh lại cho nó đúng rồi người ta cho nó đi lưu hành, bởi vì cái đó là cái lỗi không cố ý, người ta không có phạt. Nhưng mà ngược lại với cái nghị định xử phạt của mình, cái quá tải trọng chục là phạt rất nặng, mà như vậy thì tôi thấy nó cũng không hợp lý, mà nó không có cái thuyết phục được cái người bị vi phạm. Thì cụ thể như ở bên Mỹ, ở những nước mà tiên tiến là trong những cái semi-remote, rồi những cái thiết bị vận tải của người ta đó, là người ta có một cái hệ thống điều chỉnh chục đó, khi nào mà nó lệch chục đi đến cái trạm cân mà người ta thấy nó đã lệch rồi, người ta đề nghị chủ phương tiện phải khắc phục cho bằng được để mà họ mới cho lưu hành. Thì những cái thiết bị ở bên các nước đó thì người ta sản xuất ra, nhà sản xuất người ta sản xuất ra là có điều chỉnh cái trục tới lui để cho nó cân bằng lại cái xe để nó không phá cầu đường, nhưng mà cái đó là người ta không có phạt mà phải điều chỉnh. Thì Việt Nam mình đó thì làm ngược lại, cái xô lệch hàng quá là cái lỗi không cố ý của người ta, trong khi cái quá tải so với cái lưu hành thì người ta đã chấp hành đúng rồi, nhưng mà cái xô lệch hàng quá là nó bị quá tải trục là cái đó là ngoài ý muốn, thì mình cũng nên áp dụng như người ta, mình buộc phải điều chỉnh. Chứ còn bây giờ mình phạt rồi mình cho chạy nữa đường thì nó vẫn hơn nữa, nhưng mà buộc họ phải điều chỉnh lại cho đúng rồi mình cho họ lưu hành để tránh cái phạt quan cho cái doanh nghiệp vận tải. Cho nên là tôi thấy cái vấn đề đó mà đứng về người làm chính sách cũng phải nghiên cứu lại cho nó phù hợp cái lòng của cái người dân. Về phía hiệp hội thì ông có khuyến nghị như thế nào với các doanh nghiệp để mà tuân thủ các cái quy định cũng như là hạn chế cái tình trạng xe quá tải để không bị phạt nguội? Cái đó là riêng về cái hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết là 90% là người ta chấp hành hết, mà người ta rất mong muốn làm cái đó đến nơi đến chốn, mà toàn thể hội viên lúc nào người ta cũng đề cập, cũng nhắc nhở. Cho nên cái nghị quyết của hiệp hội là cái chương trình mà chống quá tải là cái đó là lúc nào cũng là đưa lên trên hàng đầu, mà hiệp hội bây giờ hoạt động là chủ yếu là chống những cái chuyện đó. Rồi đồng thời người ta cũng kêu về vấn đề mà quá tải trọng chục, thì cái mong muốn này là cái mong muốn chính đáng của cái doanh nghiệp vận tải mà chân chính, thì tôi thấy là cái ao ước đó của hiệp hội mà cũng mong muốn cho cái Ủy ban nhân dân thành phố là hỗ trợ để cho cái mong muốn đó của anh em trong hiệp hội là được đạt kết quả. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình với Ủy ban pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.